Bây giờ bữa nay không cho bà Sáu bằng chạch nữa, còn lại ba con. Ở thiết vô nó nhiễu kìa. Thiết vô bể không. Nhưng mà xây nhà ở nhà này con nghĩ là bà Sáu với anh Hưng là sống ở ngoài sau nhiều hơn là ngoài trước đúng không? Ở sau không à. Chị hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại anh Sầm Hưng sẽ từ xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau đi về lại huyện Đầm Dơ thì khoảng đoạn đường gần 30 km. Thì các anh phải di chuyển bằng chiếc xe Honda này nè để cho cô bác quý anh chị ngắm những cái cảnh đẹp ngay tại Cà Mau luôn. Đồng thời là về trong đó sẽ anh Hưng sẽ bắt một số hải sản của Cà Mau để đãi cho cha mình. Giăng lưới thì có gì bắt đó, cũng như là thăm lại những cái vuông tôm của mình luôn anh ha. Dạ, bây giờ mình sẽ vô đó coi cái công trình tỷ đô của anh đó. Đó mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây là một cái chuyến đò để sang nhà bà Tư. Ngay nhà của anh Hưng á, thì hôm nay thì Bùi Hồ có đến nhà bà Tư để trao một ít cho anh để sửa lại nhà vệ sinh từ cái số tiền là mạnh thường quân của cô ba ở Phần Lan hỗ trợ cho gia đình của anh là 5 triệu đồng. Sau khi được cô ba ở Phần Lan hỗ trợ đó để xây lại cái phần vách của nhà vệ sinh đó cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ cũng có cho anh Hưng ngay trước, thì anh Hưng cũng đã gọi một số vật tư như là cát nè, gạch nè, đá cũng như là một số ít xi măng để mà xây lại cái căn nhà vệ sinh cho nó không có bị mưa dột á, để mà có thể tắm rồi nó sẽ dễ dàng hơn. Và đây là bên hông của căn nhà của bà Tư nè, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây là cái công trình của anh Hưng đang xây dang dở nè cô bác quý anh chị. Anh Hưng tự xây luôn. Để trong túi ha. Dạ. Mình mừng vui chỗ đó. Chứ để như mỗi năm không buồn giàu. Chào bà Tư ha. Cho con đeo này một cái. Bà Sáu. Bà Sáu đây, kêu bà Sáu đi. Thôi bây giờ giữa bà Tư với bà Sáu kêu bà Năm đi. Vừa rồi thì cái Tết vừa rồi sao bà Sáu? Tết vừa qua cũng vui. Được mạnh thường quân giúp đỡ ha. Được mạnh thường quân giúp đỡ có số tiền mua này kia Tết. Là cũng có lì xì con cháu rồi nữa. Có tiền lì xì cho cháu. Cháu mà... ngoại nó không cần lì xì rồi, nó nói ngoại đừng lì xì cho con. Để sao? Lì xì cho mấy cháu kia đi. Dạ mấy cháu hả? Kêu bà cô rồi đó. Dạ. Tết này ta khác Tết xưa hay bà sao? Khác. Này là nấu món gì bà sao? Cái này mua cái xương heo rồi chặt ra rồi khìa nè. Ướp rồi khìa, giờ làm nước mắm chấm. Ở bên kia nữa kìa, cái nồi bên kia kìa. Cái nồi này kho. Trời ơi, khổ. Còn hả? Mấy con tôm nè, cái chứ luộc. Bữa nay bà Sáu có đặt lú không? Không, bữa nay chưa tới nước, lú mơi mấy lội. Dạ. Mà nếu có mấy cháu vô không chừng dắt đi ra ruộng hết. Dạ. Để chơi cho vui. Mò lú lên nặng lỗi đặt luôn. Dạ. Giờ lần này về miền Tây thì mình phải trải nghiệm chứ. À. Anh thấy anh Hưng là tự xây nhà vệ sinh luôn hả bà Sáu? Tự xây đó. Tự xây tự phụ luôn hả? Không, nó mướn cái thằng em. Mướn phụ, ảnh xây. Mướn phụ. Anh được không trời? Thì đó làm lên được nhiêu rồi đó. Thì qua bỏ đi đó. Cái này bữa hổm thì chưa có đổ nè, anh cũng đổ. Nó đổ. Nó đổ nó làm lại. Dám chiều mà. Vậy là anh Hưng anh tráng hết cái phần này hả bà Sáu? Còn phần gạch này luôn tráng luôn. Bây giờ có tiền đủ tới đâu mặn tới đó hả, chứ giờ cũng chưa có biết nữa. Cô ba gửi tới 5 triệu đã. Chắc đủ mà, nhà vệ sinh này xây lên đâu có nhiều đâu hả Đạt? Lên hết 5 triệu đồ vật liệu rồi đó. Vật liệu nhập vô là hết 5 triệu rồi đó hả? 5 triệu rồi đó mà không biết đủ không nè. Vệ sinh đó là chắc không đủ, phần trên này chắc không đủ đâu. Xây đó hả? Nó xây lên đó. Xây lên gì chắc không đủ hả? Xây lên hết luôn. Tại anh nâng nền lên nè đúng không? Nâng lên hết thêm cục gạch nữa. Nâng lên thêm cục gạch nữa. Rồi xây cái phần này là đạt chưa trổ. Dán gạch rồi lót gạch đồ nữa. Dán rồi lót. Gạch chưa? Dán lót đồ luôn. Gạch dán á. Chưa mua. Mới mua có bao nhiêu đó à? Cái này xây cao lên nhiêu đạt? Thợ này dữ trời, thợ này xây không găng dây luôn trời. Ừ. Chỗ lội chỗ hổng, người đó là nghiệp nó xây đó.
Nhưng mà thợ nào cũng phải có cần có dây hết á. Cái khó cần dây thì khó tô đúng không? Cần dây không đường nào xây, thợ nào phải cần dây. Công trình xây mấy ngày rồi? Đấy, mình làm nhà mà. 2 ngày rồi. Mình làm nhà đẹp xấu gì yêu cầu chất lượng là được rồi. Bây giờ từng cô ly là nặng bóng luôn rồi đúng không? Yeah. Yêu cầu cho chắc rồi được rồi, khỏi cần làm có mấy ngày anh hơn. Làm mấy ngày rồi? Mới làm đây có 2 ngày. Mới làm bữa mùng 9 tới giờ. Mùng 9 tới giờ. Vậy hả? Chuẩn bị gì mà thấy bận rộn với cô cháu? Chuẩn bị làm nó kêu đang nó xây ngày một bức hết mấy giấc luôn á. Hưởng điện nó nói tụi cháu vô đó. Á à, nó kêu ra ngoài tấp dân á. Rước nó đưa nó vô chùa chăm cứu đồ đó rồi tính đi rồi đó. Gần Hương nó mẹ đi đi đi, Hưng nó gì anh em nó làm ơn nó thôi không được, để tao ở nhà. Ở nhà tiếp khách hả? Ở nhà tiếp mấy cháu nó chứ đi đâu được. Thôi lo cho người bệnh trước đi. Không, mượn cậu nó đi rồi. Dạ. Em nuôi của bà Sáu à. Bà một em hả? Nuôi. Mượn cậu chín á, thằng cục hai giò đó. Mày ra ngoài mày rước mày ấy rồi. Dạ, cậu mà. À. Nó cực khổ nấu trời ơi trời. Mợ một là sao con không hiểu hết cô Sáu? Mợ một là cũng như chồng nó thứ 11, cô Sáu thứ 6 rồi tới chồng nó thứ 11. Em đúng không? Em ruột bà Sáu. Em ruột nhỏ này em dâu. Con này em dâu hả? Em dâu. Con tưởng đâu mợ một là mợ nhất rồi mới tới mợ hai chứ. Mợ một, mợ hai đó. Không phải như ngoài Bắc đâu. Hôm trước có một cái chị nào ở gần đây nè. Nói em có xuống qua chơi, con xuống qua chơi. Vậy là chắc mở chính á. Không có nhắn tin ở trên cái trang của con. Gì? Bởi vì có dịch mà dịch nhỏ quá, bữa đó mặn ra ngoài con đó chắc ăn nó ấy. Hết luôn hả? Còn ba con hả? Còn ba con. Dạ, cố hả? Dạ. Dạ hả? Rồi nói gấp quá rồi không có mặn gì được thôi mua miếng thịt. Sẵn có chú ba con ăn kìa. Chú ba còn có số kìa. Thằng lưới văng đó nè. Chú ba con đâu? Đang lát con lưới này lưới văng cá bự tại lưới gì lỗ bự dữ hả? Lưới 6 phân. Cá phi mà, cá phi. Trời ơi, 7 phân mới được chứ 6 phân còn nhỏ nữa đó. Đâu đưa rồi coi. Bự lắm. Lưới này dính cá rô phi con ba con ký á. Đây là cái này là lưới này mấy tay? Một tay. Nhiêu tiền? 80 ngàn hả? Là được 50 mét không anh? Còn có ba con à? Đâu mình chúc mình. Ngày hôm qua mặn đem ngoài con đó. Rồi bữa nay tính mặn con nữa mà không kịp, nói thôi gấp quá rồi. Thôi đi bà Sáu đừng có mặn. Ngọn điện chưa quá mà. Đừng mặn dịch. Chứ phải là điện sớm sớm. Lần nào xuống cũng sát sinh hết trơn á, tội lắm. Thấy gì thấy thằng bán thịt thôi mua miếng xương vậy. Có mấy lần mà bày dịch còn ba con hả bà Sáu? Tết cũng ăn thịt đó chứ. Cô Sáu hàng ngày ở dưới đây cô Sáu làm gì? Nuôi vịt, đặt lú. Ở nhà nếu không tới nước đặt lú ở nhà nè. Dạ hả? Ừ. Bữa nay cô có đi thăm lú chưa? Chưa có đặt. Chưa đặt hả? Chưa. Nay lo khách khứa nè. Tới nước 13, 14 mới đặt lú, xuống lú. Không ngày có coi clip của bà Sáu lại không? Không, không rồi, lâu rồi không có coi. Nước ngoài ta coi, người ta nói bà Sáu hát hay dữ. Vậy đó hả? Hát không có đờn, không hay. Bà Sáu hát đờn được luôn hả? Được, hát đờn mới hay. Lát nữa con đờn cho bà Sáu hát nha. Hai câu Nam Ai. Năm ai à, có môn lên điện thoại mấy em hát được. Dạ. Đâu có thuộc đâu, đâu có thuộc. Hát cổ thôi hả? Hát cổ không. Cổ với ví dụ Lý Sáu đồ này cái nặng tình xưa đồ đó. Thì mấy hát bạn hơi được, thuộc được vài bản. Mấy bạn Lý thì được. Làm gì đây nữa? Tết năm nay sung túc rồi ha. Tết năm nay nó ngay đỡ. Phấn khởi hơn mấy năm trước. Tết này lại hơn Tết xưa. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Chú xíu bà Sáu đi lội đặt lú luôn hả? Nếu mấy cháu đi không chừng cũng lội theo ạ. Chơi hả? Đi chơi rồi lội mò lú. Đâu có đem lú vô nhà được đâu. Nhận mé bên đó của nhỏ em dâu với thằng em nè. Sao vậy? Nhận mấy cái lú xuống đó. Đừng cho nó dính sình. Rồi tới nước mấy chứ giác vô nặng quá giác nổi. Một cái lú ra làm sao cô Sáu? 12 cái ngục á. 12 cái ngục là ở đây gọi là lú. Lú đó hả cô Sáu? Cái lú. Đây kiểu lú. Giờ nặng chanh giờ quất câu trong cổ đi. Cho vui. Hai bà Sáu. Quất câu đi. Giờ hát một câu bông điệp Sài Gòn đi. Bông điệp Sài Gòn hả? Ừ.
Ừ. Hát người ta có khen ha, người ta cười đó trời. Bà khen. Bà Sáu hát vòng cổ nè Đạt ơi. Bà Sáu vô tính quá. Quất đi bà Sáu. Kệ mình xấu xí yêu cầu mình vui được rồi. Vui vẻ để ra tiền hay coi chứ. Chứ xấu xí mà thêm mặt không vui gì. Nói chuyện không tình cảm, ví dụ đi người ta cũng không thích. Buồn phiền sinh ra người đẹp. Ừ. Lộn sinh bệnh tật. Rồi quất đi bà Sáu ơi, một tràng pháo tay cho ca sĩ bà Sáu. Anh đợi em nắng hè lấp lánh, cánh đẹp bay đỏ thắm đường chương. Chuyến xe về, xe tôi đợi về chưa? Cánh đẹp bay ơi tiếng thời gian buông nhịp. Nhận được thư em dù chưa gặp mặt mà anh như tâm sự cùng em thầm lặng bao lời. Xe Tiền Giang về đây tươi thắm những nụ cười, nhiều cô gái cười vui hớn hở. Anh chị bóng nhỏ quen thân, sao quên rồi trời, không phải mẹ. Ôi chị bên đây hát cũng hay lắm mà. À, giờ ca là anh bản thưa dữ, thưa thật là thưa đi. Xưa đi. Cà Mau này hát cũng hay hát. Giờ viết thơ gửi cho chồng đi. Dạ viết thơ gửi chồng. Em viết thơ thăm anh mấy đêm rồi em không ngủ, mãi nghĩ đến người thương chiên đâu ở xa. Trường chắc khát quá. Nhớ buổi liên quan em tặng anh chiếc khăn tay rồi tiễn bạn lên đường. Tưởng đến đây em tựa mình bên ghế nhỏ, bên ngọn đèn dầu em viết mấy dần thơ. Cao không đờn chắc quá. Nét búp rung rung theo ánh sáng giật giờ. Cầu nhớ cầu thương kẻ ở hậu phương, trung hậu đảm đang mến gửi người trai làng ra đi giết thù cứu nước. Thôi cầu thôi. Cầu được rồi. cái cô kế bên là chắc hát hay lắm á, nhắc tuồng bà Sáu hoài mà. Ừ, lên ok chắc hát hay lắm á. Dạ. Cô dạ. Ok thì đã đỡ. Mới nói Bùi Hồ là quay chị lên để chị kiếm bạn bốn phương. Tìm bạn bốn phương. Đời sao chị? Cho mọi người ngắm người đẹp Cà Mau chứ. Hả? Thôi à. Bắt chồng thì bạn bốn phương cái người ta sống không phải nhanh nhất. Mỗi lần xuống là quá. Mỗi lần xuống là hao một chú vịt. Bây giờ bữa nay không cho bà Sáu bằng vịt nữa, còn lại ba con. Ba con vịt này nó khoảng hơn 1 ký á mọi người. Tôm này bà Sáu mua hết nhiêu nữa rồi? Tôm hả? Tôm này tôm nó ngay ở nhà nè. Ở đây có cây đu đủ luôn. Cây đu đủ này có trái. Được 3 trái. Ồ, cũng ngon á. Mỏ dịch hết rồi nè. Đu đủ này mỏ dịch hết rồi. Này là mình đục ra mình làm cái bồn cầu mới luôn. Bồn cầu đứng luôn hả anh? Đứng hay ngồi? Đứng. Đứng hả? Cho mẹ có ngồi cho nó khỏe. Ừ. Nó ngồi gật lắm. Ừ. Bà chị trên đó, bà sắm gì không có tư tưởng gì thôi. Tôm đất. Tôm đất nè. Đâu đâu? Cá lộn xộn luôn hả? À, tôm đất nè, tôm đất nè. Mình lẩu bộ đi ha. Tôm này tôm đất nè, tôm thẻ nè. Còn tôm đất nó khác với tôm thẻ chỗ nào? Bà sao? Nó khác nhiều lắm, bị tôm thẻ cái đuôi đỏ nè. Cái tôm thẻ này con biết, phân biệt được tôm thẻ với tôm sú. Tôm sú nè, sú. Tôm sú này xanh. Đó, sú á. Mà tôm sú là ngon hơn tôm thẻ. Đúng rồi, sú thẻ nè. Con này con đất nè. Con đất cái mình nó thon hơn đúng không? Con này tôm bạc nè, tôm bạc mỏng vỏ hơn. Mỏng vỏ mà cái lưng nó xanh hơn đúng không? Cái lưng nó xanh hơn. Nè, tôm bạc nè. Nó lưng nó có đường chỉ xanh bự. Còn tôm đất nè. Tôm đất mình nó đỏ hơn. Mà nó thon hơn, nó chỉ nó không có nhỏ đúng không? Nó không có bự. Nó không có bự, cũng có con, cũng như thí dụ như cỡ này cũng có nè.
Dạ. Đó. Hôm nay về đây được ăn tôm của bà Sáu đặt nữa rồi. À, mà tôm này nó mất màu rồi bị gì muối lâu quá. Dạ. Bán để dành cho mấy thằng con nha. Bữa nắm rồi bỏ. Bữa nay đặt lú đó hả? Không, đặt không gà. Cái này mua hả cho? Cái này đặt nhà. Đặt nhà hả? Ừ. Dạ. Gần bữa nắm mót tới giờ con nước chúa á. À. Ừ, chứ không phải nước này chưa đặt mà. Dạ, có nghĩa là mót hổm gà á. Ừ. Cái này là mình mới sắp để mình đổ hồ hả sao cô Sáu? Cái hải dắp này nè, hải dắp này mới tô rồi đó, mới tôm. Ủa nước này là nước cây hay là nước mưa sao? Nước khoan. Dạ? Nước khoan lên. Khoan giếng hả? Ừ, khoan giếng. Ờ, có chỗ thì hứng nước mưa. Ờ, có chỗ thì hứng, không có thì... Ở đây dùng nước mặn mà nước phải khoan giếng hoặc là hứng nước mưa. Ừ. Vậy là bà Sáu khoan hết nhiêu tiền? Cái nước người ta cho. Ta cho hả? Ừ, nó ngay cái nước người ta cho mình không có. Ờ. Như cũng bên từ thiện á. Ừ, ta cho mình. Ta cho. Thì cho cái nước không bao lâu rồi mới cho cái nhà. Dạ. Rồi mới dời nhà về đây. Dạ. Cái nước giờ nằm bên đó đó. Ừ. Nằm bên đó đó, kéo ống lên đây nè. Ta khoan cây nước trước rồi sau đó ta cho được cái nhà ở trên. Ta cho nhà giờ về đây. Dạ. Chứ hồi đó cho cây nước thì ở bển. Ừ. Miền Tây là phải ăn đường nhiều. Ăn đường nhiều mà nước mắm hay ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Này nước mắm mà trái tắc thì nó sẽ thơm hơn trái chanh. Trái tắc nó thơm. Này chế vô miếng nước nóng nữa. Nước lạnh. Không, cô chế nước đá. Cái này ta khỏi nước mà nước mắm chanh. Thôi. Chút nước lạnh mới nước đá mới được. Có người thì chế nước nóng. Ừ, nước nóng. Nước nóng là ăn lâu. Để ăn lâu. Để làm nước mắm gì? Mắm để nhỉ? À, nước mắm nước nóng thì để lâu hơn hay là sao? Ờ, nước nóng á mình để nó lâu. Dạ. Còn nước lạnh thì để nó lâu không được. Rồi, dạ. Để à. Cho thằng Đạt rồi xây với anh Thân rồi chứ. Ừ. Thể hiện tay nghề đâu chứ, phụ huynh nâng xây 2 ngày nay. Đạt là nó xây khoảng chừng 2 tiếng là xong cái dắp này luôn á. Bảo đảm với bà sao? Nói nổ giữ vô. Thiệt luôn á, có giới thiệu với cô bác quý anh chị á, Đạt là trước đây là làm YouTube á, là Đạt là Đạt thợ hồ. Cực kỳ uy tín ở xóm của con luôn. Anh nâng đồng hồ không kẹp á. Đạt xây anh nâng đồng hồ, anh nâng đồng hồ cho Đạt xây nha. Nói vậy chứ. Bà Sáu ăn Tết thì có tiền thì vui thiệt, mà cái nhà nó trống quá rồi, mưa hổm trời ơi, nó chảy như cái gỗ. Nó bể to anh á. À, thiết gô, thiết gô. Thiết gô nó bể dài dài nó trời. Sau bà Sáu toàn bộ là che bằng lá dừa nước hết, dừa nước. Trên thiết gô nó nhiễu kìa. Thiết gô bể không. Nhưng mà xây nhà này con nghĩ là bà Sáu với anh Hưng là sống ở ngoài sau nhiều hơn là ngoài trước đúng không? Ở sau không à. Thiết gô này nó nặng lắm, bà Sáu mấy cây mục. Thì đó là do nó muốn gãy rồi đó. Quá, nó mục thì kêu nó đốn cái cây, nó chỏi cái đó mà nó chưa đốn. Nó quằn rồi đó, nó quằn cái cây rồi đó. Thiết gô nó nặng. Nhưng mà con thấy dừng ba lá dừa nước này mát ghê á. Ừ, nó mát thiệt. Mà điều nó ở ngoài sau này dừng ton còn lá dừa nước thì mình cứ giữ y gan vậy đi, mình đừng có là dừng ba cái ton lên nó nực hầm lắm. Ừ. Chịu không nổi đâu. Lá dừa nước này là mình đi chặt hay là mình mua? Mua rồi mình đi chặt. Mua rồi đi đốn trở về. Thôi vậy bữa nào có lên phun hẹp. Dừa nước ở đây nhiều lắm. Mua thiếu gì lá thiếu gì. Đây nè. Gì sư cô thiệt luôn hả? Có để sửa nhiều không? Người ta khách ở Đồng Tháp lận để sửa nhiều. Tiền luôn nè chị. Nhà cô Sáu. Tiền luôn anh ơi. Cô Sáu là em con cậu Chính đó. Ờ vậy đó, con cậu Chính. Nói mày về mày gặp cậu Chính mày giúp ngăn không? Gặp, đi xuống phà gặp. Chơi về đãi Sigo trời. Làm như em bé vậy trời. Mời cô chú anh chị nước ngoài uống ly đá bào. Ly này là Việt Nam. Mời bà Sáu. Thời tuổi thơ. Mời anh Hưng. Mời cô. Mời chị. Mời. Mời. Một nữa. Này mời Bùi Hồ. Này mời Đạt Đồng Tháp uống đi có sức say. Rồi nói lấy ghế cho anh. Có không? Đá bào này là có là đặc sản của Cà Mau không? Đặc sản là đặc sản. Đạt này ăn thưởng thức đá bào thấy so với đá bào Đồng Tháp mình thấy sao Đạt? Sao đá bào này nó lạnh trời. Mặn, nó mặn hơn đá bào nước ngọt. Ngon á. Lâu lắm mới ăn lại đá bào, em ít ăn ngọt lắm. Cái cà phê rồi uống hoài cũng vậy. Là lạ uống đá bào rồi. Chơi vũ nít quá anh ơi.
dùng mình hết bắt đầu này đâu còn bán ít chút. Bán lắm. Nhưng mà này là bào bào từ cái cây quay chứ đâu phải từ cái đẩy tới đẩy lui đúng không? Có đẩy tới đẩy lui nó mà bây giờ nó bào mình. Giờ bào lâu điện không à? Ừ. Đẩy nó lâu lắm. Trời cô hồi đó cô ở bển cô bán nó bào đẩy gì nè. Đẩy tay. Đẩy tay không, bào tay không. Bây giờ cái đó nó mục rồi. Con bà mở bọc đi. Hồi đó cô cũng bán, cô bán lá bào này luôn hả? Cô bán luôn. Đó cũng như ở bển, cất nhà bển, cái người ta cho mượn tiền. Mấy đứa em này nè, nhỏ này với nhỏ là em dâu Út á. Nó cho mượn tiền, cái nó kêu chế bán lóc tóc gì đi, rồi bán đá bào, rồi bán nước mắm. Chí gô. Ừ. Rồi cái nhà nước mới cho hộ nghèo. Cho hộ nghèo rồi sao, mới cho được cái nhà rồi rút hộ nghèo lại. Đá bào này là biết cách uống mới uống ngon nha. Có nghĩa là đá bào dầm ra nước rồi cái mình đưa vô miệng cái nó tan trong miệng, mình hút hết nước cái sau đó mình ăn đá thì nó mới ngon. Chứ mình cầm cái ly nước này mình uống như uống cà phê là nó không bao giờ nó ngon. Có nghĩa là mình uống nước không bao giờ ngon. Ừ. Ừ. Đâu có đã tan ra nước được. Nhưng mà mốt người ta hợp tác thì sao mới đứng nha. Vậy qua đây ngồi chị. Cho vui, chị đi với em. Em đi nhiều lắm. Anh đi theo không? Đi luôn. Cho bảy bên châu Phi bánh luôn đi. Yeah. Con gã cô bảy qua châu Phi luôn. Bà một. Con với Đạt cũng cảm ơn bà Tư với lại anh Hưng đã cho con một cái bữa cơm ấm áp. Lại xuống lại đầu năm mới lại tốn cơm bà Tư nữa rồi. Trời, có sao. Vậy bà Tư vui dữ trời. Bà Sáu. Ờ bà Sáu, bà Sáu. Bà Sáu đi. Dạ, bà Sáu vui dữ luôn hả? Bà Sáu vui. Sao tốn cơm bà vui? Ờ vậy mà tốn mà vui. Nó chơi hồi đó giờ á bà Sáu sống mà ví dụ như mình nghèo mà yêu cầu có con cháu cô bác tới nhà mình á là vui dữ trời lắm. Dạ. Ừ. Mà ông con nói ừ xuống cái tốn hao nãy kia không có. Mà con thấy cực á. Con thấy bà Sáu nấu nướng lùi hụi cực ghê luôn. Hồi đó không cực hồi đó tới giờ. Dạ. Cực hồi cũng như mới 12, 3 tuổi là cực tới giờ luôn á. Dạ. Hôm nay thì con thấy anh Hưng á sửa lại cái nhà vệ sinh. Thì cô ba thì cũng có cho thông cô ba ở Phần Lan thì chắc cũng có điện thoại cho chị Hường cho anh Hưng hay. Để mà nhập cái vật tư không gà nhập hết nhiêu tiền anh Hưng? 4-5 triệu. 4-5 triệu rồi hả? Cũng như còn mấy chục. Còn mấy chục nữa là 5 triệu. Mấy chục ngàn nữa là 5 triệu. Ờ. Là giờ không có gạch men rồi, chưa gạch men rồi chưa ha? Chưa. Chỉ có mới phần xây thôi. Ờ, mới phần xây à. Các đá xi măng. Các đá xi măng. Gạch ống à. Ừ, gạch. Dạ. Là tự xây, anh Hưng nói chia sẻ con là nói là tự xây nhà luôn. Ờ, xây nhà. Đã tốn tiền thợ. Rồi khỏi. Mướn cu ly á, nó rẻ hơn cái mướn thợ. Ờ. Cu ly đây nhiêu ngày? Chắc cho nó 250, cháu nó mặn cho nó 250. 250 ngàn ngày. Ừ, xây không có này nói nó nữa, nó thì mình nghĩ vậy thôi chứ chưa có không có nói. Xây này là mấy ngày anh Hưng? Cũng chưa biết thì nhà cũng làm lặt vặt vặt vậy đó. Hồi đó giờ có xây cái nhà nào chưa? Tự độc lập chưa. Như thế này. Tự xây anh luôn hả? À. Nhưng mà đây là lần đầu tiên là lên thợ luôn đúng không? Lần đầu tiên luôn. Trời ơi, được không anh? Dự định mình xây rồi mình có tô không anh Hưng? Tô rồi phải dán gạch luôn chứ. Dán gạch rồi lót nền luôn chứ. Nếu không lót nó không chịu nổi. Dạ, dán gạch lên thẳng đến ở trên luôn á. Tính dán lên khúc à chứ. Dán lên 1m2. 1m35 được rồi. Ừ, bởi vì mét mấy. Mua gạch khổ 30-45 á. Đạt gành lắm. Tại vì cũng có ông cậu cũng biết làm hơi đó. Thì tới đó rồi mượn ông qua tiếp. Tiền thợ nữa, anh xây nửa tháng chắc lỗ hết tiền luôn quá. Mướn phụ hết tiền luôn. Vừa làm vừa tâm sự kiểu này nè. Nói chung là cái nào nó cũng phải có ban đầu, lúc đầu thì nó cũng phải có khó khăn đúng không? Nó cũng có những cái mình chưa hiểu nên mình sẽ học hỏi từ từ mình mới lên thợ được. Thì lúc đầu mình xây những cái công trình nhỏ nhỏ như thế này, sau này mình xây nhà, xây biệt thự đồ. Kêu nó xây rồi cái đặng rồi cái này cái chạy đi mua gạch dán với gạch lót luôn. Dạ. Đủ tiền không? Cũng không vậy à. Hôm trước thì cũng có cô chú ủng hộ tiền thì cũng chắc cũng ứng bên đó qua rồi hả? Ứng bên lấy tiền đó, lấy tiền hôm trước gửi hôm trước đó rồi qua xây nhà vệ sinh.
chứ cùng... nhà đâu có tài khoản nào đâu mà xài nổi. Dạ. Yeah. Vệ sinh đi ra tắm rửa nó thoải mái. Bây giờ như thế này nè, hôm nay á thì em đến đây á thì cũng thay mặt cho cô ba ở Phần Lan, em cũng có nói nhà vệ sinh của mình là tắm trời mưa như vậy đó, thì cũng vất vả, hoặc là khi mà một khi mà nó mưa xuống thì phải đợi cho hết mưa tắm rồi trời tối này nữa mưa tạt, thì cô ba cũng có hỗ trợ cho gia đình của mình 5 triệu để mà xây lại cái phần nhà vệ sinh ha, thì còn cái hồ nào đó anh có thể lót cho nó sạch sẽ. Đây em thay mặt cho cô ba gửi cho mình ha. 1, 2, 3, 4, 5 Đây là cô ba ở Phần Lan gửi cho mình. Ừ. Cô Sáu cũng thay mặt cho con đây nói, nó khờ, nó không biết nói gì trơn á. Cũng cảm ơn cô ba gì đó, mà không biết lớn tuổi hơn cô hay là nhỏ tuổi hơn thì không biết. Mà cũng cảm ơn cô rất nhiều để cho mẹ con có cái cầu vệ sinh đi cho nó sạch sẽ. Tất cả các mạnh thường quân luôn cô cũng như đã hỗ trợ. À, trước thì nói cô ba đi, rồi sau rồi cũng các mạnh thường quân á giúp đỡ cho gia đình thì cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Anh Hưng có muốn nói lời nào không? Cảm ơn cô ba. Cảm ơn cô ba là được rồi. Cảm ơn cô ba giúp đỡ tiền sửa lại cái cầu. Mai mốt cô ba rước đi Phần Lan luôn. Dịp này con lên thả luôn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn đúng không anh? Vâng, Mạnh Thường Quân. Hôm nay thì cũng có dịp về đây, lý do là cũng có anh Hưng nhận, gặp lại cha mình ngay tại Tắc Vân, thì cũng vô đây thăm nhà coi anh Hưng xây công trình đến đâu rồi để cho cô ba nắm rõ luôn. Thì mong là lần sau xuống là có nhà vệ sinh hoành tráng nha anh Hưng. Yeah. Rồi con chúc đầu năm mới thì con chúc bà Sáu sức khỏe, năm mới nhiều thắng lợi mới, thành công trong cuộc sống và đặc biệt đổ lú được nhiều cá nhiều tôm. Rồi chúc anh Hưng năm mới thì sẽ có thêm một người mới, và đặc biệt là chắc có thể là năm nay anh sẽ mời đám cưới em với Đạt. Ha, rồi chúc anh sức khỏe. Cô cũng mong giữ trời lắm. Dạ, mà mong điều, có dâu. Ừ, mà điều nhà cửa còn sụp sệ quá, mình cũng chưa có ao ước được dâu. Ao ước nó chê sợ nó nói nhà cửa gì sụp sụp. Không có sao đâu, thấy anh Hưng hiền là được rồi. Muốn khóc nữa hả gì anh Hưng? Nó nhắc tới vợ muốn khóc nữa hả? À, thôi chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở lớp sau ha. Con chào cô Sáu, chào anh Hưng. Cảm ơn mấy cháu nha.